Tất cả mọi người, ngày hôm nay mình bắt đầu sẽ dùng thử cái bắp cải tí hon nè các bạn. Các bạn thấy nó nhỏ không? Một xíu à. Đó. Thì bắp cải tí hon mình sẽ nướng. Có nhiêu đây thôi anh? Thì bữa mình đi chợ thì mình chỉ mua khoảng bao nhiêu đây thôi. Cái lửa hơi lớn, coi chừng khác nha anh ơi. Cái lửa lớn á. Nhỏ hoài em đâu có được đâu. Cái đậu của em nó già hết rồi nè mọi người. Bẻ vô thôi. Quá trời. Henry không có khóa của mẹ nha Henry. Đi bớt hả? Ừ đi bớt. Cái đậu của em. Mọi người coi cái đậu nè. Bây giờ nó ra được sao này, nó hơi đẹp. Henry à? Henry à? Bắp cải đã chín nha các bạn. Chưa chín đâu anh ha. Còn cái bên trong vỗ hoài ăn mới được nhất rồi. Nó phải khét dạ. Ăn hàng nó bên trong rồi chứ đâu có. Bữa nay ông xã em chỗ tài làm bếp nướng thịt. Anh đưa cái miếng nước sốt cho em quay cái anh. Đưa cái chén nước sốt đây. Đó, nước sốt kiểu Mỹ. Sốt này là sốt trong cái hũ á mọi người. Chỉ đổ ra rồi phết thôi. Phết lên trái trái kia luôn hả? Hay là chút mình ăn mình chấm riêng anh? Cái này hả? Anh trở về mấy bắp cải coi chừng nó khác. Nay đi vô vườn các bạn ơi. Nay, Nay kìa. Đó, Nay.
Wow.